mình là Giáng Thu và hôm nay mình rất vui được ngồi đây trò chuyện cùng các bạn. Hôm nay các bạn có vui không? Giáng Thu mến chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nha. Quay lại với các bạn với lời chủ đề trang trí nhà cửa và cây cảnh. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một trong số những cách để tạo ra một cái tiểu cảnh mini rất là duyên dáng, phù hợp để trang trí trong sân vườn hoặc là trong nhà đó các bạn. Đó là trồng một số cây rất là dễ thương hoặc là một số cây bonsai nhỏ vào trong một gốc gỗ lũa. Sẽ không dùng chậu mà sẽ dùng gỗ lũa. Đảm bảo với các bạn là vô cùng độc đáo và đúng tim người. Nếu các bạn là người mới, Giáng Thu mời các bạn đăng ký bên dưới để chúng ta sẽ có những thông báo về những video tiếp theo của mình nha. Và bây giờ Giáng Thu xin mời các bạn theo chân Giáng Thu để xem xã mình trang trí và làm ra một tiểu cảnh mini từ gỗ lũa như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái tiểu cảnh trên miếng gỗ lũa này các bạn. Thì miếng gỗ lũa này nó có một cái bọng ở phía trong đó các bạn. Mình sẽ trồng một số cây bên đây nha các bạn. Mình lợi dụng những cái khe hở trên cái miếng gỗ lũa này nè. Mình sẽ trồng một số cây ở phía dưới. Đó là những cái cây lan, những cây trường sinh nha các bạn. Và phía trên này nè, những cái khe hở này mình sẽ cho đất vào đó mình trồng những cái cây ha. Thì trước tiên hết mình sẽ dùng một cái miếng gỗ, cái miếng dớn mình chặn vào đây lại những cái đất, rồi mình sẽ trồng vào đây một cây hồng ngọc mai nha các bạn. Thì cái hồng ngọc mai á, cái nó là loại cây nó ít cần đất đó các bạn, cho nên mình sẽ lợi dụng hai cái rễ của nó, mình sẽ trồng vào hai cái khe hở này. Thì khi mình lấy hai cái rễ của nó mình cho vào hai cái khe của cái miếng gỗ lũa này nè các bạn. Thì mình phải nhớ là mình phải dùng cái đất sét đó mình trám lại nha các bạn, trám lại xung quanh để cho cái rễ nó bám vào đó trước. Thì cái đất sét này nè thì nó cũng dễ thôi, này đâu phải đất sét các bạn, đất này là đất đất ruộng các bạn. Rồi mình về mình ngâm trong nước á, nó dẻo ra, rồi mình sẽ nhét vào trong cái gốc bồ lũa này. Mình lợi dụng mấy cái miếng mấy cái chỗ mà nó bị khuyết vào đó các bạn, thì mình sẽ cho cái rễ vào đó. Tuy nhiên là một tí xíu nữa mình cũng sẽ cho thêm một ít cái đất mùn vào nha các bạn. Cái này thì mình trộn cắm dừa với lại những cái trấu mục rồi đó, rơm mục đó mình cho vào đây. Thì do cái thân nó đứng lên trên cao như thế này nè, thì cái việc mà mấy bạn gắn vào cái đất sét nó cũng rất là quan trọng nha. Nếu mà mình không gắn đất sét vào đó khi mình tưới đó các bạn thì nó sẽ tụt xuống hết đó, cho nên mình sẽ gắn cái đất ruộng này vào ha, cho nó chặt vào. Thì cái đất này là một thời gian sau đó, nó cũng sẽ tự động nó bám vào đó, thì mình sẽ cho thêm một ít rêu cỏ vào nữa thì lúc đó nó sẽ bám chặt vào đó luôn nha các bạn. Giống như phía dưới đó mình cũng trồng rồi đó. Mình trồng ở trên này các bạn là cái hồng mai này nó rất là dễ sống các bạn, không phải là mình muốn trồng cây nào cũng được đâu. Cái cây hồng mai này nó cần tích đất lắm và nó dễ sống lắm, sống nó mạnh mẽ, và cái rễ của nó thì lại là nó bám sâu xuống trong dài lắm. Nên mình sẽ lợi dụng những cái khe hở này để mình trồng cây hồng mai nha các bạn. Thì các bạn có thể trồng cây khác cũng được, tuy nhiên là theo mình thì phía dưới đó các bạn, để cho nó thoát nước nữa nha, chứ không phải mình bít bụng luôn là không có thoát nước được.
cho mình, các bạn nhớ bấm like nha, để ủng hộ cho mình ra video mới khác tiếp nha các bạn. Do cái thân này nó cũng khá to các bạn, cho nên là mình đi dây đôi nha, mình đi dây đôi để mà mình uống cho nó dễ. Thì cái cây này mình cũng lưu ý các bạn hoài, khi mình uống thì các bạn nhớ là mình cắt nước nha các bạn, cắt nước khoảng chừng tầm 2-3 ngày gì đó, đừng có tưới cho nó để cho cái thân nó dẻo, mình uống nó dễ hơn ha. Còn nếu mình tưới nước cái thân nó giữ nước vào nó sẽ căng lên, nó căng lên thì mình uống nó sẽ bị gãy nha các bạn. Đó, đối với cây này mình chỉ uống ít thôi, bởi vì dáng của nó đã có sẵn rồi, mấy các bạn nhìn nó có những cái độ lắc đó, mình giữ nguyên cái độ lắc đó, mình không có uống rồi. Mình chỉ uống những cái thân mà chưa có lắc thôi ha, để mình giữ cái vẻ tự nhiên của nó. Cắt tỉa bớt đi theo những cái tán nhỏ, những cái cây tự nhiên vậy đó, không uống cái chi nào cắt bớt đi cho có vẻ gọn gàng lại, bởi vì cái tiểu cảnh mình nó không có được nó to lắm á, mà mình để cái cây vào thì nó không có cân xứng các bạn. Cái cây mình chọn cũng vừa phải thôi ha, nếu mà mình chọn cái cây lớn quá, thứ nhất là cái độ cân xứng giữa cái miếng gỗ lũa và cái cây nó không có phù hợp thì nó vẽ nó không hài hòa. Chỉ uống cái chi thôi cho nó hơi xòe ra, giống như nó bị từ trên cao nó ngã xuống vậy đó, gió nó lùa nó về một bên vậy đó ha. À, thì những cái gỗ lũa này nè các bạn, mình cũng giới thiệu với các bạn luôn á, thì các bạn cũng có thể mua dễ dàng các bạn ha. Ở cái vùng đồng bằng của mình đó, bây giờ mình có Facebook rồi đó các bạn có thể lên trên mạng đó, các bạn mua ở những cái Facebook ví dụ như là của em mà Quân Lạng Sơn hay là Thanh Đàm, thì mấy người đó bán rất là nhiều các bạn. Mình mua một miếng gỗ này tầm cũng vài trăm ngàn, thì mình về mình tùy theo cái độ lớn nhỏ đó, với lại cái độ đẹp của nó đó. Nhưng miếng gỗ này thì nó hơi đắt tiền, lý do là nó có dáng đẹp với các bạn, có một cái bọng ở trong á, đây là gỗ hương mình đó nha, chứ không phải là cũng gỗ loại lộ gỗ quý đó. Mình lựa cái loại có cái bọng trong vào ha. Thì bây giờ mình sẽ cho cái linh sam này vào, thì cái linh sam là mình cũng trồng được đã lâu rồi các bạn. Bây giờ mình cho bớt đất ra đi, đó. Cắt bớt cái rễ đó các bạn, rễ này nó cũng dài lắm rồi, để mình cho vào trong cái hốc này, đó. Trong cái hốc này mình trồng nó xen vào trong những cái cây. Cây này người ta cũng gọi là cây sống đời, cây trường sinh gì đó. Cũng là cây này mình mua trên núi về các bạn. Mấy cái này mình mua núi không ạ. Mình phối với làng Kim Tuyến. Ở dưới các bạn thấy những cái nhỏ nhỏ đó là làng Kim Tuyến đó. Làng Kim Tuyến đó nó cũng ra bông rất là đẹp. Những cái cây này mình đã trồng thuần chậu rồi các bạn. Thuần vào trong đó rồi đó, nó sống bám, rễ của nó bám chặt vào trong gỗ rồi đó. Bây giờ mình sẽ trồng cái cây cây linh sam vào nha. Đó, mình trồng cái hốc này. Thì cái hốc này nó có đất thông tới dưới là các bạn. Cho nên mình cũng lợi dụng cái đó để mình cho đất vào được cũng khá nhiều. Đó, bạn trồng mình cũng lựa cái thế đó ha, cho nó hơi đổ về phía dưới chút xíu. Thì mỗi cái tiểu cảnh đó, nó có một cái vẻ đẹp riêng tùy theo cái sở thích của mỗi người đó các bạn. Có bạn thì thích chơi ở trên một cái chậu xi măng hay là một cái miếng gỗ nằm ngang. Còn mình thì là mình thích cái chậu này mình tạo cái phong cách hơi lạ một chút, là mình làm trên một miếng gỗ lũa đứng. Thì cái này nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Với lại mình chọn miếng gỗ này nè, nó cũng hay lắm các bạn. Nó có miếng, nó là một cái khúc cây ngang vậy đó, người ta cắt và nó đứng rất là dễ dàng. Đó, nó có cái bọng ở trong đó, lại bạn lại thuận lợi để bạn để đất nữa. Rồi khi bạn chăm sóc cũng rất là dễ, mình có thể dời đi dời tới dễ dàng lắm. Chăm sóc thì nó rất là dễ dàng, bởi vì nó có thể đựng được nhiều đất đó. Đựng nhiều đất thì cây nó cũng sẽ phát triển tốt hơn. Còn có như mình lấy cái miếng lũa mà nó nhỏ quá đó, cái lỗ nó nhỏ quá, bạn để đất vào ít thì cái đó chỉ thích hợp trồng lan thôi ha. Mình còn cái này thì nó rất là thuận lợi. Các bạn thấy nó thiên nhiên nó ban tặng rất là lạ lùng lắm. Cái thân ở dưới thì nó là một gốc cây, tự nhiên cái tới chỗ này cái nó phình to ra với các bạn, và nó lại bọng ngay căn chỗ này nữa. Thì chỗ này là cái chỗ mình cho đất vào ha. Có nhiều bạn thắc mắc đó là trồng như vậy thì có người đi ngang qua nhà mình đó,
trồng để mà mưa ngoài nắng ngoài gió bình thường vậy đó. Cái cây này mình mua giờ cũng mấy năm rồi các bạn, mà để nó cũng bình thường, từ năm nay qua năm kia nó cũng chẳng có bị sao hết, bởi vì nó là gỗ lũa mà nó đã coi như nó gần hóa thạch rồi đó. Bây giờ xin mời các bạn ngắm lại cái tác phẩm của mình nha các bạn. Sau khi mình đã để được mấy ngày rồi và mình phối đá vào nữa các bạn. Bây giờ mấy các bạn nhìn xem đi, cây hồng ngọc mai nó đã ra hoa đó các bạn. Hình như được là cỡ 10 ngày rồi đó. Cái hồng mai rất là dễ sống các bạn ơi. Đó, mình phối vào cục đá san hô cái bên bạn nhìn này, cũng có vẻ duyên dáng của nó ha. Cây linh sam của mình đó, hôm nay nó cũng ra hoa rồi nè. Đó, bạn thấy đi. Nó rất là dễ sống, chăm sóc cũng rất là dễ. Alo alo các bạn ơi, các bạn có thích không? Các bạn thích các bạn đừng quên bấm like giúp mình nha. Nếu các bạn là người mới, Giáng Thu mời các bạn đăng ký kênh bên dưới để các bạn sẽ có thêm thông báo cho những video tiếp theo của mình nha. Khắp mọi nơi mình đã thấy không khí mùa xuân đang đến gần rồi đó các bạn. Nếu năm nay các bạn muốn một điều gì đó thật là mới mẻ hơn thì hãy cập nhật xu hướng trang trí ngày xuân cùng với tiểu cảnh nhỏ bên gốc gỗ lũa nhé các bạn. Hình ảnh nhành mai vàng, cành đào hồng hoặc là những chậu hoa sắc sắc màu đã quá quen thuộc với các bạn, thì hình ảnh một cái tiểu cảnh nhỏ bên gốc gỗ lũa sẽ mang lại chúng ta một vẻ đẹp rất là giản dị nhưng không kém phần độc đáo và duyên dáng không các bạn. Những bạn biết là gỗ lũa nó có nhiều ý nghĩa về phong thủy và sự may mắn trong dịp đầu năm đó các bạn. Năm mới Giáng Thu chúc các bạn thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, an lành hạnh phúc nha. Video của tụi mình đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.
Thank you.